Em xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay em xin phép giới thiệu với các bác những mẫu đồng hồ khuôn cổ treo tường đáng để cho các bác sưu tầm, hoàn toàn là zin tây nguyên bản từ châu Âu chuyển về, chưa qua bất kỳ ai trên thị trường Việt Nam sử dụng. Các bác mua hàng bên em sẽ chắc chắn một điều rằng các bác sẽ là người đầu tiên sở hữu những chiếc đồng hồ mà mình ưa thích mấy đô la, và những chiếc đồng hồ bên em sẽ không bao ship như các bác nhé. Bác làm và nhờ bên em lau dầu với mức giá 350.000, bọn em sẽ bảo hành cho các bác về kỹ thuật là 2 năm. Các bác mua hàng bên em dễ yên tâm nha các bác nhé. Đầu tiên em xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tạ lê đánh bính bong nha các bác nhé. Vân gỗ lu các bác, gỗ lu, chiều ngang là 26, chiều cao 62. Em giao lưu với các bác là 3,8 triệu. Đây, quả tạ của nó đây nha các bác nhé. Đây các bác nhìn cái vân gỗ chun này, rất là sáng bóng và đẹp nha các bác. Bên trên cả các cái vết bụi cũng như là các vết theo thời gian các bác. Con này nó đánh 3 công đồng nha các bác nhé, 3 công đồng đánh bình vo vân lù gỗ chun này các bác, rất là đẹp. Hôm nay em quay một mình thì nên là không tháo máy ra được. Bác nào mà quan tâm sản phẩm nào thì em sẽ gửi máy chi tiết cho các bác nhé. 3,8 triệu các bác. Tiếp theo chiếc đồng hồ tạ lê tiếp theo các bạn này, mã là A11 nhé các bác nhé. Chiều ngang 25, chiều cao 62. Em giao lưu với các bác là 3 triệu. Đây tạ của nó đây các bác. Vân gỗ kẻ sọc rất là đẹp. Họa tiết đồng cũng rất là mới nha các bác. Màu thời gian nhưng theo đánh giá nó còn rất là bóng nên rất là mới các bạn. Màu thời gian rất là đẹp. Thiết kế vân gỗ sọc rất tuyệt vời nhé các bác nhé. 3 triệu. Mã tiếp theo là AC1 nhé các bác nhé. Chiều ngang là 26, chiều cao là 62. Em giao lưu là 3,1 triệu. 3 triệu mốt cho một chiếc đồng hồ điểm đặc biệt so với những chiếc đồng hồ khác. Nó chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình là một đôi tạ hồ lô nha các bác nhé. Đôi tạ hồ lô. Thì những chiếc đồng hồ như thế này thì em sẽ giao lưu với các bác, nó sẽ nhỉnh hơn so với chiếc đồng hồ bên cạnh là 100.000 nha các bác nhé. Còn các bác mà mua ngoài thị trường cái bộ tạ này, đấy, 300.000 chưa chắc các bác đã mua được, bởi vì nó rất là hiếm và đôi khi là người ta không muốn bán đâu các bác. Các họa tiết có màu thời gian nên rất là đẹp. Chùm bát to nha các bác nhé. Con này màu đồng sáng đẹp với các bác, rất là mới. Bác nào hôm trước là đang cần mua chiếc đồng hồ tạ lê mà có cái tạ hồ lô này thì hôm nay có nha các bác nhé. Sau em sẽ gửi mẫu cho các bác cũng như là gửi hình ảnh máy cho các bác. Bác nào quan tâm, mẫu tiếp theo là mã là A8 này các bác này. Kích thước cũng là 2662, tất cả đều size đại hết nha các bác nhé. Em giao lưu là 3 triệu. Tạ rất là hay này các bác này. Tạ là làm không liền khối nha các bác, có cái viền ghép. Thiết kế vỏ gỗ sồi rất là sáng bóng và đẹp. Màu đồng cũng đẹp đấy các bác, nên màu cũng đẹp và rất là sáng và mới. Có 3 triệu cho các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Ruja, xuất xứ tại miền Đông nước Pháp, với một cái thiết kế thùng bè 4 bông đục chạm hoàn toàn trên một cái nền gỗ thịt, máy 8 gông 8 búa, chưa giai điệu bản đeo quét. Mã là A1761, chiều ngang 43, chiều cao 59. Em giao lưu sản phẩm này với giá là 5,2 triệu nha các bác nhé. Sản phẩm này tại thời điểm này giá rất là tốt. Thì em cũng chia sẻ thật với các bác là những cái mẫu thùng này mà các bác lắp vào những chiếc đồng hồ Odo 54 đấy, thì là rất là tốt nha các bác nhé. Giá rất là tốt, bộ máy thị trường các bác mua đã phải là 3 triệu đến 3,5 triệu các bác. Những cái thùng này các bác mua để các bác lắp vào
Odo 54 này, rất là tuyệt vời. Kính dưới là kính trắng thủy nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn bốn góc đục chạm này. Quả lắc đây nha các bác. Mặt số với màu thời gian rất là đẹp nha các bác. Ngà vàng. Mặt này đẹp các bác. 4 thanh côn thép và 4 thanh côn đồng. Máy đẹp. Các trục rất là sạch. Sản phẩm này giá giao lưu rất là tốt các bác. Các bác lau dầu vào thì là 5,5 triệu, giá quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo em xin phép giới thiệu với các bác một siêu phẩm này các bác này. Một siêu phẩm đến từ Tạ Cúc nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này, tuyệt vời không ạ? Đấy, nó bằng cả một con thùng bè cộng với lại cả một con thùng dài nhé các bác nhé. Đấy. Mã là A1762. Chiều ngang là 36. Chiều cao là 1m39 nha các bác nhá. 1m39, thiết kế size rất là khủng này các bác. Size khủng luôn. Thì bên trên này thì đây, thần Alat sẽ gắn lên nhảy nha các bác nhá. Thì sau bọn em sẽ gắn về cho các bác. Thiên thần đây này các bác này. Thì bên này là cái con thiên thần này thì về nó không có. Thì sau bọn em sẽ, nếu mà có thì bọn em sẽ bổ sung vào cho các bác nha các bác nhá. Nếu mà có bọn em sẽ bổ sung vào cho các bác. Thiên thần này. Bên này thì con này thì đủ nha các bác nhá. Tạ Cúc thiên thần. Thiết kế cổng mái vòm này. Hai bên là hai cái trụ của Khải Hoàn Môn của Pháp đấy các bạn. Bốn góc và họa tiết bằng đồng này các bạn. Những chân dung của các vị thần nhé các bạn nhé. Vị thần. Lịch trăng sao này. Số La Mã này. Các bác đợi em chút để em bóc ra. Đây các bác nhìn này, một bức tranh vẽ bằng sơn dầu nhé các bác nhé, bằng sơn dầu họa tiết là ngọn hải đăng cũng như là những ngôi nhà của người châu Âu, người Pháp nha các bác. Con này nó chưa trên hai tạ khúc các bác, đây hai quả tạ của nó đây. Tạ váy rất là to khủng luôn, bên dưới là có một cái họa tiết đồng bằng cúp này các bác này. Lắc đây nhá. Đấy, thì sản phẩm này bác nào mà quan tâm, bác liên hệ trực tiếp bên em nha các bác nhá. Giá rất là tốt. Tiếp theo xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Verdes. Với một cái thiết kế thùng dài 10 gông, 11 búa cho hai bản nhạc Ave Maria và bản nhạc Washington. Thì sản phẩm này em đã từng giới thiệu với các bác rồi. Thì hôm nay em sẽ sale cho các bác với mức giá là 7,6 triệu nha các bác nhá. Chiều ngang kích thước này 32. Chiều cao 67, em giao lưu với các bác là 7,6 triệu đây rồi. Mã đây nhé các bác để ý giúp em này. Kính dưới thì được mài các góc cạnh. Thiết kế thùng gỗ sồi rất là đẹp. Kính trên là mo cong. Bốn góc thì được chạm trổ những hoa văn họa tiết rất là khác nhau các bác nhé. Bốn góc, bốn mảnh khác nhau. Bên dưới có cái chốt chống tường này các bác này, cũng còn này. Quả lắc của nó đây nhé các bác nhé, đã có màu thời gian. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này là chơi trên cái bộ mặt là chữ cách điệu này này các bác này. Chữ cách điệu này. Em sẽ quay sát để các bác xem kỹ hơn. Kim lá lúa đặc trưng của cái dòng đời đầu của các bác. Số cách điệu này nó rất là cổ ấy rồi. Hai bản nhạc này các bác này, Ave Maria và bản nhạc West. Chơi trên củ gông lòng mắng trắng, 10 thanh côn thép. Còn rất là đẹp. Các bác nhìn cái hậu ở phía sau và phía trong nó rất là sáng nha các bác nhá. Rất là sáng và đẹp, sạch. Máy đây, máy 42. Vàng óng, vàng ươm này các bác này.
hoàn toàn là thô mộc nguyên bản. Thì đặc biệt của bộ máy này là chưa trên cái nhíp lò xo này nhé các bác nhá. Nhíp lò xo này thì sẽ trị giá hơn cái bộ máy nhíp lò xo dọc. Đây là lò xo ngang các bạn. Lò xo ngang nó sẽ giá trị hơn cái bộ lò xo dọc là trên thị trường là 2 triệu. Tại vì các bác thợ các bác có thể là mua bộ máy này, các bác ý cùng với những cái thanh côn này, các bác sẽ nâng lên bản nhạc con bướm vàng. Đây là dành cho những bác nào đam mê. Chắc chắn với các bác một điều rằng là những thanh côn trên dòng máy 42, thanh côn dài 57 cm, thì đảm bảo với các bác là âm thanh sẽ rất là ngân vang và hay. Tiếng âm thanh sẽ như Euro 36 các bác. Các bác thông cảm hôm ngày hôm nay em quay video chỉ có một mình nha các bác nhé. Tiếp theo xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Oro các bác này. Oro 62 nha các bác nhé. 5 gông 8 búa, chơi bản nhạc web. Mã là A1764, chiều ngang là 43, chiều cao 55. Em giao lưu với các bác 7,2 triệu các bác. Các bác mua được ở đâu một chiếc đồng hồ Oro 62 7,2 triệu được không các bác? Thiết kế 4 bông nha các bác nhé, 4 cái quả mắc ca. Kính bên dưới thì là cái kính này là kính sơn vàng các bạn. Đây, lắc vàng cho các bạn nhé. Chiếc đồng hồ này là viền vàng này các bạn này. Số còn tương đối đẹp. Inno thương hiệu Odo. Thì điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này nó sẽ không sử dụng hai cái cầu máy như bình thường mà nó sẽ sử dụng hai cái cột trụ của các bạn này. Bốn cái cột trụ như các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Bốn cái cột trụ. Nó rất là gọn gàng các bạn. Rất độn gọn gàng. Mà sản phẩm này em giao lưu đến các bác là giá rất là tốt. Đã, các bác nhìn này. Thì em làm hôm nay chỉ có một mình thì không tháo được máy cho các bác xem. Bác nào mà quan tâm sản phẩm này, các bác liên hệ trực tiếp với em nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái thanh côn này. Làm thanh côn. Thật sự với các bác là 7,2 triệu các bác đã sở hữu một chiếc đồng hồ Oro này thì thật sự là sẽ không ở đâu có. Cuối cùng ngày hôm nay xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Verdes này các bác này. Mã là A1765, kích thước chiều ngang 45, chiều cao 55. Em giao lưu đến các bác 8,8 triệu với một cái thiết kế thùng bè như các bác nhé. Phía dưới thì là được là người ta sơn này các bác này, sơn vàng. Các bác nhìn các cái đường led hoa văn rất là đẹp và tỉ mỉ, nên màu gỗ rất là đẹp như các bác. Hai bên là được hai cái quả chùm nho cũng như là quả maca to, kính là kính mo cong. Bên trong sở hữu cho mình là mặt sơn nổi chrome nha các bác nhá. Mặt sơn nổi chrome rất là đẹp và xuất sắc. Lắc chrome luôn các bạn, đẹp soi gương luôn. Đấy, phụ kiện bên dưới này. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Không tì vết luôn các bạn. Số lỗi chrome này long lanh lấp lánh luôn, đẹp mê ly luôn các bạn. Chơi trên cổ gông chữ T nha các bác. 8 thanh côn thép đẹp xuất sắc, đẹp óng ánh luôn. Đẹp như này mà các bác mà không chơi thì chơi con gì phải không các bác? Còn em này, các bác nhìn này, bộ máy này xuất sắc luôn. Máy 37 nha các bác nhé. Tuyệt vời các bạn. Các bác cân nhắc mua sản phẩm bên em. Toàn là những chiếc đồng hồ giá rất là tốt, cũng như đảm bảo với các bác là hàng hoàn toàn là vintage. Cuối cùng thì em xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Bác nào mà tin tưởng ủng hộ những sản phẩm bên em thì các bác nhớ cho bọn em những lượt like cũng như là lượt subscribe kênh để cho nhiều anh em bạn bè người thân biết được một cái nơi bán hàng tốt và chất lượng uy tín nha các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác.